Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp Trong chapter 1126 trước đó thì băng hải tặc chiến binh khổng lồ đã mang loại rượu đặc sản có tên là nàng tiên xanh ra chiêu đãi những người bạn của mình Có lẽ là họ không ngờ thứ rượu ấy lại gây rắc rối cho mình nhiều đến như vậy Nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một vài diễn biến khác Tại đảo gắt Teo thuộc tân thế giới băng hải tặc băng tộc Club đã bị áp giải tại đây Hỏi tội trước mặt người dân vì thanh niên Bartolomeo dám cả gan đốt cờ của băng tóc đỏ cách đây hơn một tháng xanh cho Bartolomeo một cơ hội chỉ cần là hắn lỡ Luffy uống hết một cái lọ thuốc độc mà Hongo đã đưa ra trong vòng một tháng thì Bato Club sẽ được thả mạng nhưng mà Bartolomeo đã tự mình uống hết lọ thuốc độc đó còn xin là xanh đừng có công bố cái chuyện này ra ngoài và tha mạng cho các đồng đội của mình sự dũng cảm và lòng trung thành tuyệt đối của thanh niên đã giúp cho Bato Club không quay vào ổ mất mạng xanh thả cho họ đi sau khi lấy lại được uy tín với đồng minh nhưng mà Sốp thì tha bỏ con cũng không bỏ qua cái vụ đốt cờ ông già của Usopp đã bắn chim tàu Gowing Luffy Senpai, đúng như câu nói ở chapter 1. Khi mà Yasopp trổ tài thiện xạ cho Luffy xem, ông còn bảo là nếu bây giờ treo lùa ở giữa biển thì bắn cũng trúng. Ở chapter 1126 thì có cảnh phần đầu của tàu Gowing Luffy Senpai rụng xuống. Ứng ừ với câu nói đó, cùng lúc thì tít về nhóm Van Ag cũng lần lượt trở về Hachinosu. Một cuộc họp của các lãnh đạo cao cấp bằng dầu đen bắt đầu. Tít thì liên lạc với Lafite để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, nhất là sau khi bắt được gắp. Trở lại với băng mũ rơm thì 6 thành viên đã biến mất cùng với tàu Thousand Sunny Khi mà tỉnh dậy thì người khổng lồ và nhóm Robin thì không thấy họ đâu nữa Tất cả đang vô cùng kiểu hoang mang Cuối chương thì Nam Y thức dậy trong một căn phòng Lego kỳ lạ và họ đã lạc vào đâu Ngay sau đây thì xin mời anh em tới với bài phân tích chapter 1127 mới nhất mang tựa đề Cuộc phiêu lưu ở vùng đất mới Cảnh mở đầu của chapter là sự hỗn loạn bao trùm thành phố Lego Tất cả những người xuất hiện đều mặc trang phục Viking Một đám cháy lớn xảy ra trong rừng cách đó rất xa mọi người đang gọi nhau đi dập lửa. Nếu mà để cho lửa lan tới cây Yggdrasil thì cả vương quốc sẽ tiêu tùng hết. Có thể thấy từ xa một cái cây khổng lồ cao chọc trời. Dù mà cái cây này nó cháy và đổ xuống ấy, thì đúng là nó sẽ phá hủy mọi thành phố và lửa từ đó còn gây cháy diện rộng nữa. Sau cây kho báu Adam và cây mặt trời Eve thì chúng ta lại biết thêm hai cây thần nữa. Cây Adam thì lần đầu tiên được nhắc đến bởi Frankie ở chapter 431, được biết đến là loại cây cứng cáp nhất trên thế giới có trải qua chiến tranh, mưa bom bão đạn, xác người chất đống nhưng mà nói chung là nó vẫn cứ đứng vững được. Gỗ của loại cây này rất là hiếm, được ví như là kho báu. Frankie đã chi ra hẳn 200 triệu berry nhưng mà chỉ đủ để mua số gỗ đóng cho một con tàu. Và đến hiện tại thì mới có hai con tàu được đóng từ gỗ của cây Adam. Đó là Oro Jackson của bang Roger và Thousand Sunny của bang Mũ Dơm. Một loại cây quý khác là cây if ở đảo Người Cá thì lần đầu tiên xuất hiện trong chapter 642. Đó là nguồn cung cấp ánh sáng chủ yếu cho cư dân của đảo Người Cá. Ngày hôm nay thì Oda lại giới thiệu thêm một loài cây quý hiếm khác được người dân coi trọng đó là cây Yggdrasil. Trong thần thoại Bắc Âu mà nói thì Yggdrasil được coi là cây thế giới, một cái cây thần khổng lồ nối liền chín thế giới trong vũ trụ này. Nguồn gốc của Yggdrasil đến giờ thì vẫn còn là bí ẩn. Trong bài thơ Havaman, thần Odin đã từng đề cập đến việc là ngài đã treo cổ trên cây thế giới, nhưng mà chẳng ai biết là bộ rễ của nó mọc lên từ đâu. Khổ thơ thứ hai của bài Voluspa thì lại nói rằng, tự thủa sơ khai, Yggdrasil đã bén rễ dưới mặt đất và quốc gia trong One Piece thì mang đậm nét văn hóa Viking, được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu chính là vương quốc của người khổng lồ Elbaf, nơi mà băng mũ rơm đã trôi giả tới. Nói thêm về chín thế giới được liên kết với cây kế thần Yggdrasil thì bao gồm Asgard, Alfheim, Vanaheim, Muspelheim, Midgard, Niflheim, Nidavellir, Hel và Jotunheim. Sẽ rất là thú vị mà nếu có 9 thành phố như vậy ở Elbap và mỗi thành viên mũ rơm thì có thể đến một thành phố tương ứng với một thế giới khác nhau trong thần thoại Bắc Âu. Điều này thì sẽ phản ánh khoảng thời gian sau Aksa Sabari. Những gì mà họ đã trải qua sẽ được tái hiện rõ hơn. Trừ Jinbe thì 9 thành viên còn lại sẽ có một câu chuyện riêng. Trở lại với mạch chuyện chính thì những người khổng lồ trong thành phố Lego bảo là phải mau chóng báo cáo chuyện này cho đại thân mặt trời. Mọi chuyện bắt đầu thú vị ở đấy. Ở vương quốc Elbap thì có một nhân vật gọi là Đại thần Mặt trời. À, dựa theo cách nói của người dân thì nhân vật này có địa vị rất là cao, dường như là không phải quốc vương mà là thần quan hay gì đó tương tự thế. Elbat thì vẫn luôn tôn thờ Thần Mặt trời. Ở vùng đất chiến đấu thì họ gọi là Bạch chiến binh Nika. Sẽ là rất thú vị nếu mà Luffy gặp mặt vị Đại thần Mặt trời này trong thời gian sắp tới. Tiếp tục với hỗn loạn đang xảy ra tại thành phố Lego, thì đám ong khổng lồ từ khu rừng bay tới và rơi xuống như mưa. Có vẻ như là chúng đã bị tấn công những cư dân eo cảm thấy có gì đó sai sai bình thường thì bọn ong này không bay lung tung như thế bao giờ theo kinh nghiệm của tôi thì khi mà muốn lấy mật ong thì người ta phải hun khói cho ong bay đi hết sau đó thì mới hái cái tổ về lấy mật và có khả năng là cái đám cháy trong rừng liên quan đến cái tổ ong khổng lồ một hành động dại dột mà ngay đến những người sống trong rừng cũng không dám làm khu rừng có cây x tồn tại một con thỏ khổng lồ gọi là thần nhĩ và dường như là thần thủ hộ của khu rừng nhờ vào đôi tai siêu to và thính nhạy nó có thể nắm bắt mọi động tĩnh trong rừng nên nó mới được gọi là thỏ thần nhĩ nhưng đến con thỏ này cũng vừa bị đánh bại nên mới có chấn động lớn ban nãy anh chàng khổng lồ kia thì chẳng hiểu kẻ nào to gan đến mức mà dám đụng cả vào nó ngay cả người dân eo bắp còn phải sợ thì thủ phạm phá thổ ong và tấn công thỏ thần nhĩ chắc chắn không phải là cái dạng vừa chuyển cảnh đến big stain castle một tòa lâu đài khổng lồ được ghép hoàn toàn từ lego nami thì vừa bị con ong bắp cây khổng lồ tấn công cũng may là cô kịp gọi rớt ra để đánh bại nó mọi chuyện dường như là kiểu hơi quá hoàng được cả rớt và nami đều không hiểu là họ đang ở đâu như thường lệ thì Nami hét lên để cầu cứu Luffy, Zoro, Sanji, thậm chí là cả Usopp cũng được. Nói thì bảo coi thường thánh nhưng mà đúng là Nami xếp Usopp ở đáy xã hội thật. Chính Oda cũng từng nói rằng là cho dù có thêm bất cứ một ai mà gia nhập vào băng mũ rơm thì Usopp vẫn sẽ luôn là thành viên yếu nhất. Bộ ba yếu đuối cũng có dít có rát. Usopp thậm chí còn thua cả một cô gái như Nami, chứ đừng có nói đến Chopper mốt quái vật. Cầu được thì ước thấy luôn, Nami nghe thấy tiếng gọi từ Usopp, nhưng mà Usopp thì không phải là người đánh thức Nami cậu ta cũng đang chạy lăng xăng trong lâu đài đi về phía phát ra âm thanh nam thì vô tình trượt chân hóa ra là dưới sàn toàn chứng ngại vật lồi lõm do nó được ghép từ lego bỗng từ đầu xuất hiện một con chuột bự trông khá dễ thương nó vừa nhìn thấy nam y liền xù lông lên hóa ra đây là một con nhím khổng lồ các bạn ạ người ta đã cố tình thu gai lại cho nó cút te rồi lại còn bị body samsung nữa con nhím điên tiết tấn công nam y và thế là cả hai chơi đuổi bắt dọc hành lang khi tới sảnh lớn nam y bắt gặp shop cũng đang cầu cứu cậu ta bị một con mèo khổng lồ đầu đội vương miện khống chế Đúng lúc này thì con nhím cũng đuổi kịp Nami Nói chung là hết cách Cô đành phải tung rớt ra ứng chiến Con nhím bị xét đánh cháy đen thui Nhưng nó lại vô tình rơi trúng đầu con mèo Vừa bị gai đâm vừa bị giật điện Tâm nổi cơn thịnh nộ So với kích thước thì con nhím kia chẳng là cái đinh gì so với con mèo tâm nó nhìn hai người Nami với xốp rồi tưởng tượng họ là Gia Huy Nami thì kiểu có dự cảm không lành Cả hai liền co giò bỏ chạy Lúc này mới để ý, Usopp cũng đang mặc trang phục vai kinh giống Nami. Cậu ta thì đội mũ có sừng và dán râu giả. Dạ. Vừa chạy họ vừa hỏi nhau về tình hình hiện tại. Nhưng mà Usopp thì cũng chẳng khác gì Nami. Điều cuối cùng mà cậu ta còn nhớ là cả bọn đang ăn nhậu trên tàu Great Eric. Xong là khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nói tới đây thì Nami bỗng nhớ ra là anh chàng khổng lồ từng nói là thứ rượu nàng tiên xanh của Elbap có thể gây ảo giác Vậy thì khả năng là những gì mà họ thấy cũng có thể chỉ là tưởng tượng mà thôi Lúc này thì cả hai đã chạy tới sát tường thành Nhìn thấy độ cao không ai dám nhảy xuống, ưu Sốp dũng cảm đứng lại chặn con mèo để kiểm chứng suy nghĩ của mình xem nó có thật hay là không. Và xin lỗi, bạn đã quay vào cái ô mất mấy cái răng. Con mèo đó là thật ạ. Nó vả ưu Sốp một cái bay mất, làm Nami hai mắt trắng dã và tất cả cùng nhau rơi xuống khu vực sân của lâu đài. Khi Nam Minh ngoảnh lại thì con mèo từ đó đã biến thành sư tử. Sau vụ này thì chắc chắn là chị Đại sẽ ban lệnh cấm ưu chém gió. Thánh đã từng ba hoa trích trẻ về một con cá vàng khổng lồ, ị ra cục phần to bằng đúng cái hòn đảo. Bằng mũ rơm thì đúng là gặp con cá như vậy ở Little Garden. Bây giờ thì thêm một câu chuyện bịa nữa thành sự thật. Ưu lại từng bốc phét là mình đã đánh bại một con mèo khổng lồ sống cả trăm năm và nó có thể biến thành quái vật. Hôm nay thì coi như là họ đã gặp con mèo như thế và ưu thì còn bị nó vả trong một trận vì tội chém gió bất lực vì không có đường để chạy, Nami chỉ biết lấy Usopp ra làm lá chắn và cầu nguyện. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Tiếng khóc của Nami đã làm kinh động tới anh sạn. Radar của anh ba cộng một cũng dẫn đường cho hai đồng đội khác là Luffy và Zoro tới ứng cứu. Sạn gì thì tuyên án tử hình cho con sư tử với tội làm tình yêu của anh phải giới lệ cộng một tim cho anh hai bình. Anh Tùng luôn tuyệt kỹ mạnh nhất của mình là Ifrit Jambe, Epolysot. Luffy thì cũng góp vui bằng Gear 4, Elephant Whip. Còn Zoro thì sử dụng chiêu thức hắc thẳng địa ngục đại long chạp cả ba phối hợp đánh bại con sư tử khổng lồ bằng bản nâng cấp của các chiêu thức mà họ đã dùng để hạ con vô biển trước thảm skip lúc này thì con sư tử đã trở lại thành con mèo zoro thì trông ngầu ác với chiếc kính không độ và áo choàng màu trắng còn ánh sạn thì khoác áo choàng màu đen sau lưng đeo một thanh kiếm anh ba cộng một chạy ra hỏi hạn tình hình của nami người đang sợ hãi khi thấy ư xốp hẹo bỗng thánh lên tiếng nói mình còn sống nhưng sẽ ghim vụ nami dám đem mình ra làm lá chắn về phần Luffy thì điều duy nhất cậu ta quan tâm là con mèo này hấp lên ăn kèm với rau má liệu nó có ngon bằng món thỏ nướng mà đã hay không và vậy là rõ rồi, thủ phạm gây ra vụ cháy rừng và tấn công thỏ thần nhĩ phá tổ ong khiến nó chúng bay tán loạn chính là bà ông thần này. Có thể nó là ông chủ của khu rừng, nhưng mà khi gặp phải những kẻ đứng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn thì cũng vào bụng đó hết. Nên nhớ là đã hai ngày trôi qua kể từ sau sự cố ác hết, trên đường tới Elbap thì băng mũ rơm và băng cự nhân cùng nhau mở tiệc, kiểu say xưa cũng hơn ngày. Luffy thì đã ngủ quá lâu và số thức ăn hôm trước cũng đã bị tiêu hóa hết. Khi mà Luffy đói, đứng trước Gomu Gomu no Gatling thì chúng sinh bình đẳng, thỏ thần nhĩ hay là cái gì đem nướng hết. Chưa kể là đi cùng với tứ hoàng Luffy là siêu đầu bếp Sanji, còn cả anh rổ nữa, cả ba đều có khả năng tạo ra lửa, cháy rừng nó là đương nhiên. Nhưng mà nướng thỏ cháy cả rừng thì đúng là hơi quá đả thật. Vậy mà anh Luffy vẫn còn chưa cảm thấy đủ. Cậu ta đang tò mò xem rằng là liệu ở quanh đây còn có con nào to hơn không Chứ con mèo này có khi là chưa đủ để xỉa răng Để ý thì mới thấy là lù đang mặc trang phục của Viking Đầu đội một chiếc mũ gần giống với Usopp Oda thì từng vẽ Luffy trong bộ trang phục này cái đây rất là lâu Cụ thể là trong cuốn trang phục Sinai Evon 2 Tuy nhiên thì chương này có khá là nhiều lỗi, thanh kiếm sau lưng Nam Nami đã biến mất Và cùng trong một trang thì ở khung tranh trước cái thứ sau lưng Luffy là chuối kiếm Mà tới khung tranh sau nó lại là cái cán dìu Hy vọng là không phải do Oda quá mải mê làm dự án One Piece live action Nên là chất lượng chương này kém để nhiều Nhưng mà đúng là nội dung lẫn nét vẽ hơi chán thật Tiếp tục với những diễn biến cuối cùng của chapter 1127, Zoro cảm thấy là họ nên ra biển trước, phải tìm thấy theo dần đi và xem những người khác có ổn không. Trong khi anh sạn thì trách anh ta lãng phí nguồn protein giàu dinh dưỡng. Bạn nãy là chính anh rổ là người chém cái tổ ong và đuổi cái đàn ong này ra khỏi rừng. Vừa mới lạc tới vùng đất mới mà họ đã thích nghi quá là nhanh, làm cho Nami phải sốc ngang. Nhưng đây là một số hiệu chẳng lành. Thứ nhất là họ cần phải tìm thấy Chopper, thành viên cuối cùng còn đang mất tích. Sáu người bị lạc cùng với Thousand Sunny là những thành viên gặp gỡ Dori với Brogy ở Little Garden. Sau đó thì chia tay VV tại Alabasta. Chưa rõ là Chopper đang ở đâu, nhưng mà không loại trừ khả năng cậu ta đang bị những người đã thay đồ cho bằng mũ rơm bắt giữ. Thứ hai là cái cây x rất quan trọng với người Elbap, và thỏ thần Nhĩ cũng là sinh vật mà họ tôn kính. Hành động phá rừng với cả thịt con thỏ có thể dẫn tới hai trận chiến với những người khổng lồ tại đây. Bình thường thì những cư dân Elbap khá là thân thiện và hiếu khách, nhưng mà nếu có kẻ dám đụng đến quê hương của họ thì bọn họ sẽ trở mặt và rất hung bạo. Nếu mà bộ ba quái vật kia chẳng biết sợ là cái gì thì đến là đón, đụng là chạm. Những trường tới có lẽ anh em mình sẽ thấy được sức mạnh thật sự của người Âu Báp. Nhưng mà đó phải là câu chuyện của hai tuần sau nữa bởi vì tuần tới thì chuyện sẽ tạm nghỉ. Chapter 1128 dự kiến sẽ phát hành trong khoảng mùng 1 tới mùng 4 tháng 10 và sẽ có tranh màu đôi. Và đó là toàn bộ phân tích của mình về chapter 1127 mới nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.